Năm nay tôi 58 tuổi rồi, tôi đã về hưu. Trước đây tôi làm kỹ sư công trình, trách nhiệm của tôi là giám sát thi công. Thì tôi thường hay đi sớm về khuya, đi nắng về mưa, công việc rất là nhiều áp lực. Thì những lúc căng thẳng đó tôi hay tìm đến cà phê, thuốc lá và sau đó đến rượu bia cùng tất cả bạn bè để giải tỏa những cái stress đó. Có lẽ lâu ngày thành cái thói quen, mà cái thói quen đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi rất là nhiều. Tôi cảm thấy tôi không còn sung sức nữa. Mà cái biểu hiện đầu tiên của tôi á, là tóc tôi nó bạc 50% luôn. Không những bạc, nó còn gãy rụng, nó còn sơ sát nữa. Vợ con tôi nói tôi á, là chắc tại vì tôi nhậu nhiều nên ảnh hưởng. Tôi sợ lắm, tôi cũng lo chứ. Nên tôi đi khám bác sĩ, rồi tôi tìm tất cả những cái biện pháp khác, tất cả loại thuốc, thảo dược khác. Nhưng mà không có ăn thua. Không lẽ bây giờ ra đường lúc nào phải đổi cái nón, đi đám tiệc, tới nhà hàng, khách sạn sang trọng, mình vào mình phải đổi nón nữa. Tôi rất là mặc cảm luôn á. Đi ra ngoài đường lúc nào phải có cái nón bên cạnh. Tôi rất là buồn. Từ cái sự buồn nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ăn uống của tôi nữa. Nhưng mà tôi không biết cách nào hơn. Giống như tôi muốn buông bỏ vậy đó. Nhưng mà tình cờ có một dịp á, vì đi công việc mà xe tôi bị hư, nên tôi có bắt một cuốc xe ôm. Thì trên đoạn đường đi á, tôi có chia sẻ cái nỗi buồn của tôi với bác xe ôm. Thì bác xe ôm nó chỉ cười khà thôi, nói trời tưởng chuyện gì cái chuyện đó mà anh lo cái gì. Tôi mới nói ông này nói buồn cười nha, cái răng cái tóc là bóc con người mà. À, tài xế xe ôm nói đây này, tôi này trước đây á, là còn bạc hơn ông, còn rụng, biệt danh là tôi là bình hói nữa. Nhưng mà bây giờ là tôi đã ok rồi, tóc tôi đã đẹp dày và không còn bạc nữa. Thì tôi mới hỏi bác xe ôm á, là anh dùng biện pháp nào và sản phẩm nào mà được như vậy. Thì bác sơm với nói tôi vặn vẹn hai chữ, đó là sản phẩm mộc mao. Sản phẩm mộc mao này được nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, được người trong nước và ngoài nước rất yêu thích. Đó, thì tôi mới mua về dùng thử. Thì thật sự mà nói, chỉ sau một tháng thôi là tôi thấy tôi cải thiện rất là nhiều luôn. Những tông tóc của tôi mọc ra, không? Và tóc không còn bạc nữa, tóc rất là đen, mịn. Sản phẩm mộc mao này có 3 thể loại, không phải là thuốc nhuộm đâu nha, mà sản phẩm này vừa là uống, vừa là xịt, vừa là gội. Uống để chi? Để kích thích tế bào trong nang tóc mình mọc ra. Còn xịt và gội là để giữ cho chân tóc cứng chắc khỏe và mượt tóc. Tôi rất thích. Sau khi dùng tháng thứ 2 thì bây giờ tóc tôi hoàn toàn đã đen và mịn và mượt. Thực sự mà nói tôi cảm ơn sản phẩm mộc mao đã đem lại cho tôi mái tóc tuổi xuân như ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn.